về giới luật, Đức Thầy đã đặt ra lời khuyên bổn đạo mà người Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thường gọi là 8 điều răn cấm, để bổ túc cho ngũ giới cấm áp dụng cho người cư sĩ tại gia. Do đó, giới luật của người Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có tính cách nghiêm khắc, thực tế và cụ thể hơn. Ngài luôn luôn nhắc nhở tính cách quan trọng của việc giữ gìn giới luật nếu muốn thật lòng đi vào đạo giải thoát. Xét chung, tất cả các lời giảng dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ về hình thức hành đạo của người Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đều có tính cách giản dị, dễ hiểu mà rất sâu sắc, khoa học, tiến bộ và khai phóng. Có một số người thuộc tông phái khác công kích việc không thờ các hình tượng Đức Phật. Sự công kích đó là sự kiện rất thường xảy ra trong bất cứ một cuộc cách mạng nào, cho dù một cuộc cách mạng tôn giáo, bởi tinh thần cấp tiến bao giờ cũng đối nghịch với tinh thần bảo thủ. Tuy nhiên, sự kiện này có thể giải thích được để thông cảm. Đành rằng hình tướng là hình ảnh trợ lực giúp dễ tu hơn, nhưng chính hình tướng cũng dễ dẫn đến tình trạng dị đoan mê tín, làm lu lờ mục tiêu vô vi giải thoát đúng theo bản hoài của chư Phật. Làm vô vi chánh đạo mới một, đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, phải tìm kiếm cái không mới có. Và Ngài dạy theo lục tổ chứ theo thần tú. Ngoài ra, Đức Phật còn cho biết giáo lý cũng chỉ là phương tiện. Phật Pháp chỉ là ngón tay chỉ trăng, chớ chấp ngón tay là mặt trăng. Như thế, chấp vào Phật Pháp mà còn bị Đức Phật bài bác, huống chi chấp vào lễ nghi hình tướng. Đức Huỳnh Giáo Chủ có dạy, chúng sanh mê nên đem Pháp thuyết, giải thoát rồi Pháp bất khả dùng. Trong nghi thức hành đạo, Ngài còn diệt hóa tất cả các bài nguyện, thống nhất cách phượng thờ, tạo được sự sinh hoạt nề nếp trong sự hành trì hàng ngày cho người cư sĩ tại gia. Do đó, người ta không khỏi ngạc nhiên, có một thời tại các vùng dân cư Phật giáo Hòa Hảo, Ngài chai lạc, chợ búa không hề bày bán thịt cá, hàng đêm đến thời lễ bái, tức là đầu hôm và khuya, tất cả các nhà đều răm rắp cúng lại trang nghiêm và thắp sáng hết tất cả các bàn thông thiên. Khi đến nhà người khác, người Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trang nghiêm kính lễ ngôi Tam Bảo trước khi tiếp xúc với chủ nhà. Tính chất kỷ luật và tinh tấn đặc thù đó là một hình thức hết sức tốt đẹp về mặt đạo đức vậy. Kính thưa quý vị, phần trình bày trên đây không ngoài mục đích để ôn lại các nét đại cương trong giáo lý và phương cách hành đạo của một Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã giảng dạy. Gọi là đại cương là vì bài viết chỉ trình bày được những nét căn bản thuộc nội dung của đề tài. Muốn hiểu sâu và rộng hơn, người đọc cần có thời giờ nghiền ngẫm lại trong sấm giảng thi văn toàn bộ của Đức Huỳnh Giáo Chủ, các tài liệu chú giải, các bài pháp luận cũng như các kinh điển Phật giáo. Một lần nữa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đã theo dõi bài nói chuyện ngày hôm nay. Người viết Văn Thế Vĩnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chương trình được tiếp tục với một đoạn trong bài Từ Giả Làng Nhân Nghĩa mà Ngài đã viết vào ngày rằm tháng 6 năm Canh Thìn 1940 tại Xà No Nhân Nghĩa qua giọng ngâm của đồng đạo Thái Mỹ Nỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giả từ bốn đạo ít lời, dình câu nguyện giải chớ lời nghĩa thầy. Bớt lòng thương nhớ từ đây, chẳng nên bệnh rình để thầy an tâm. Nhớ lời dạy dỗ ca ngâm, Di Đà sao chớ trì tâm chớ sờn. Cuộc trần thầy tỏ thiệt hơn, mấy người bê trễ chậm chân tới thầy.
nghe theo lời chỉ sau đây, lánh bài cầu nguyện về rày mà tu. Dạy dân đầu tóc rối bù, mà trong ba tánh thèm thù chi ta. Trễ chân thầy mắt đi xa, hỏi thăm hương bồ vậy mà cách tu. Trăng còn khi tỏ khi lu, cho nên phận lão diễn du đổi dời. Càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Người khùng trí lại cuồng ngông, cớ sao thế cuộc lão thông cũng kỳ. Xả thân tầm đạo vô vi, nhiệm màu thâm diệu nan trí lão bài. Cầm hương chắp lại hai tay, đưa lên trên trán nguyện bài quy y. Nguyện rồi xa xuống tức thì, cắm hương rồi cũng đứng thì thẳng ngay. Đọc qua lời nguyện một bài, lại luôn bốn lại ta rài tông gia. Bàn tay lật ngửa vậy mà, chớ đừng lật sắp vì thầy tái sanh. Đi xa thì phải dặn rành, bàn thông thiên cung thiệt hành như ý. Bốn phương đều đọc vậy thì, cúi đầu bái tạ từ bi Phật trời. Sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Có đau thì thuốc ba bài, tâm thành cầu nguyện ắt nay bình lành. Giấy vàng xe nhỏ đành rành, để trên bàn Phật chí thành uống ngay. Thánh thần phương Phật hồn bay, ở đâu cũng đến độ rài chúng sanh. Con rồng mới nửa gút nanh, mà trong ba tánh thất thanh hải hùng. Chừng nào thầy lại gia trung, thì trong bốn đạo bóng tùng phủ che. Trách dân còn tiếc lùa the, chẳng làm phước thiện quả e đến mình. Hết nhục rồi lại đến vinh, nghe không thì cũng mặc tình thế gian. Để cho dân sự luận bàn, nếu tu thì phải chọn vàng lựa thao. Cá to mà phải ở ao, muốn ra biển rộng phải nhào kiếm sông.
một mái giàu được Tây Đông, khắp trong thế giới thỏa lòng ước mơ. Núi tầm ắt được nên tơ, nếu ta làm phải phước hờ bên lưng. Núi non rừng thẳm cũng từng, bây giờ phiêu lạc ta mừng khắp nơi. Cho dân điều hiểu cuộc đời, thiên cơ để già lão thời yên thân. Đại đồng chuông đạo bon ngân, cho người say ngủ tính lần giấc mê. Biết lo sửa kiện trong quê, thơm tho gia trụ danh đề tổ tông. Bấy lâu lòng những ước mong, cha con hội hiệp thì lòng mới nguôi. Từ nay ai có tới lui, cúi đầu bái Phật lòng vui tu hành. Xin đừng đeo đắm lợi danh, bỏ trôi đạo đức hư danh dạy truyền. Mai sau được gặp cõi tiên, phải tình nguyện ước khỏi phiền lòng ta. Dạy lời để lại khuyến ca, truy phong tách gót đường xa xứ người. Hãy buồn trò lại tức cười, đâu đâu ba tánh cũng người trời xanh. Gần xa thầy chỉ đành rành, quyết tuyển con lành đem lại Phật gia. Cáo từ làng xóm trẻ già, chúc cầu lạc nghiệp nhà nhà ấm no. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đã kết thúc chương trình phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo miền Nam California. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an bình hạnh phúc, tu hành tinh tấn, đạo quả viên dung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.